À, vâng thưa quý vị, nói đến Hoa hậu thì không thể không nói đến số đo 3 vòng Và người đẹp nào sở hữu vòng 1 cùng với vòng 3 nở nang thì cũng đều nhận được uh, những lời trầm trồ khen ngợi uh, Nhưng mà đối với rất nhiều phụ nữ, sở hữu vòng 1 lớn không hoàn toàn là một chuyện đáng mừng Bởi vì đôi khi uh, nó lại có thể gây ra cho họ rất nhiều phiền toái Và để giúp cho những người đàn ông hiểu được nỗi khổ đó của phụ nữ Thì một công ty sản xuất đồ lót của Bỉ đã đưa ra một sáng kiến khá độc đáo Đó là yêu cầu nhân viên nam đeo ngực khủng để làm việc mỗi ngày Ông Do Giám đốc công ty đồ lót Madonna của Bỉ đã yêu cầu nhân viên nam đeo đôi tạ trên ngực để mô phỏng bộ ngực cỡ siêu lớn khoảng 2-3kg của phụ nữ trong khi làm những công việc hàng ngày. Bởi theo ông, trực tiếp trải nghiệm sẽ là cách tốt nhất để những người đàn ông cảm nhận được nỗi khổ của phụ nữ khi sở hữu một bộ ngực khủng, vốn là yếu tố giúp thu hút và làm vừa lòng cánh mày dâu. Lúc đầu các nam nhân viên cảm thấy khá thích thú với trải nghiệm mới mẻ này, nhiều người thậm chí còn ngắm nghía bản thân trước gương. Tuy nhiên thay vì cảm giác háo hức lúc đầu là những cảm giác khó chịu chịu nhức mỏi khi họ phải cố gắng xoay sở với bộ ngực lớn trong suốt quá trình làm việc